Chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Code là Ghiền. Hôm nay mình sẽ nói về cái cấu trúc của cái chương trình mà quản lý học sinh. Ok, mình làm sao nha. Cái cấu trúc là giống như là cái sườn của nguyên một cái chương trình đó. Coi nó sao. Ok, rồi chúng ta bắt đầu nha. Rồi thì mình thiết kế hay là cái cấu trúc của một cái chương trình đó thì dĩ nhiên mình cũng có một cái chương trình chánh không, cái nào cũng vậy rồi phải không? Rồi cái bắt đầu mình mới nghĩ ra này nọ những cái thư viện hay là những cái class mà object mình dùng. Ok, thì cái chương trình chính của mình đây nè, đây mình có mấy hàng thôi. Ok, thì ba hàng thì giống như đó là mình nói có ba hàng đó thì mình tự nhiên nhớ lại một cái câu chuyện ai đó nói giống như viết trong những cái ngôn ngữ khác á, viết rất là dài, qua Python viết có một hàng là xong. Ok, vậy thì cái so sánh nó không có đúng. Bây giờ giống như cái chương trình này đó, bây giờ mình viết có hai ba hàng đó không, thì cái chương trình mình đâu có nghĩa là giống như là viết bằng C++ nó hay đâu, đúng không? Đó thì thật sự là mọi thứ mình viết trong những cái function mình gói gọn lại gom thành một cái thư viện rồi mình gọi thôi, không? Cho nên nó từ đây về sau các bạn thấy ai mà nói ô cái chương trình của tôi viết ngắn quá thì thật sự không phải, ở trong hậu trường cũng viết rất là dài. Ok, thì những cái thư viện nào mà người ta viết dùng hoài rồi đó, nó xài tốt ngon là nó không bị hư á, thì mình dùng lại không, chứ đâu ngồi phi rồi viết lại hoài. Ok, rồi quay trở lại á, là một cái chương trình tránh mình nói là ví dụ như mình muốn đặt là một cái class với object my core hay là My engine hay là nói chung là cái giống như là nó gọi là cái class chánh á, một cái bộ máy chánh á. Rồi cái mình nói ok, cho tạo một cái bộ máy, mình nói thí dụ vậy. Rồi nó chạy introduction đi, tức là mình giới thiệu chương trình đi rồi xong rồi mày chạy đi. Đó, đại khái nó chỉ là ý tưởng vậy. Ok. Rồi. Rồi tiếp đó là những cái phụ nhưng mà nó mình cũng lượt qua cho các bạn xem. Thí dụ như mình có cái để coi cái my color nè. Ok, thì trong cái chương trình mà trong cái DOS á, mình có 16 màu thôi, không 16. Cho nên mình làm một cái class sẵn 16 màu để mình gọi tên thay vì mình gọi số. Ok, cho nó dễ không. Còn mấy cái static này là như là mấy cái video trước mình cũng đã nói rồi. Ok, cần dùng cái static nó là cái gì. Thôi sẵn nhắc lại luôn cho các bạn, static là mình khi mà mình xài cái class này á, mình không có cần phải new nào này nọ, không? Mình giống như là nó chỉ có tồn tại một cái object thôi, không? Mình gọi cái này chấm cái màu là được rồi. Ok. Đó, đại khái như vậy, nó không có trên memory, nó trên bộ nhớ nó không có nhiều. Ok, rồi cái bước kế cái thứ hai là cái current console. Ví dụ như mình có ở đây nè, cái này là console nè. Ok, để mình đó, cái console là ngoài DOS nó chạy đó, mình muốn lấy nhận lại cái size của nó đó, tức là cái kích thước của nó đó. Ví dụ như các bạn thấy nè, chiều rộng với chiều cao nè, đó đại khái như vậy. Ok, thì mình muốn biết được cái đó. Cho nên mình gọi cái class này, mình đặt cái gì cũng được, nhưng mà nó trả về cho mình biết là chiều rộng chiều cao thôi, không? Giống như cái size này là ở đâu có. Ví dụ như mình đặt là mình chế luôn, không? Nó giữ chiều rộng với chiều cao thôi. Đại khái như vậy rồi. Xong rồi cái mình còn thêm một cái để coi cái my Unicode thì cái bữa trước video trước mình cũng có nói. Mình làm sơ giống như vài cái thôi, mình không cần làm hết đâu. Nhưng mà sau này mình dùng cái WString thôi là nó cũng khá hơn nhiều rồi. Ok, thì đại khái á, là mình muốn nhập hay là viết ra màn hình dòng chữ tiếng Việt, nhập vào cũng chữ tiếng Việt luôn. Ok, rồi đại khái sơ qua cái class này nó là như vậy. Còn My Window là mình đã nói cái này hồi xưa rồi, tức là từ cái thời mấy cái video đầu rồi đã làm cho các bạn coi rồi. Thì cái ý tưởng của nó là ok, nó giữ chiều dài chiều rộng chiều cao của một cái khung màn hình đó, ví dụ như khung màn hình nè, thấy không? Đó, rồi cái bắt đầu có gì mình có đẩy cái
cái con trỏ tới chỗ nào này mình viết, thấy không, mình xóa màn hình này mình viết ngay tại cái vị trí đó cái gì. Ví dụ như mình vẽ cái khung khung của cái cho nó đẹp, thấy không, đó rồi mình giấu hay là hiện ra cái cursor nó chớp, thấy không, để mình có thể hỏi là cái window, cái my window đó, tức là cửa sổ của tôi chiều rộng chiều cao làm nhiêu, thấy không, đó. Ví dụ như cái này nè, mình có ví dụ như control E đi, control E là soạn đó, cái khung nổi này là khung nhỏ nè các bạn, thấy không, con khung nhỏ thì nó có chiều dài chiều rộng, chiều cao với chiều rộng của nó khác, nó nhỏ hơn, mình nói thí dụ như vậy, ok, đó là những cái ước muốn của mình. Mình không biết làm sao nhưng mà mình làm, mình thiết kế một chương trình mình đều phải làm cái giống như là cái .h này, nó gọi là cái header, không? Cái header đó đó là cái ước muốn của mình đó. Ok, rồi My Unicode mới nói My Window có rồi. Rồi My Start nè. Ví dụ Start là thật sự á, mình có cái Start này sẵn mình lấy mình dùng thôi, chứ còn dùng một cái danh sách liên kết hay link list rồi này nọ, từ từ cái mình chế, cái mình thay thế cái My Start, phải không? Thì cái Start này á, mình làm bằng array cái kiểu cũ rồi, thì chẳng qua là nó giữ giống như là cái kích thước bao nhiêu. Ví dụ mình nói start là một cái đoàn tàu đi, là mình rất là dễ hiểu, ok, nó có bao nhiêu toa tàu, rồi bao nhiêu toa tàu là nhiều nhất maximum, rồi cái kiểu của nó chứa trong mỗi cái toa nó chứa cái gì. Thì giờ mình trước cái là một cái object khác là my student, ok, đại khái là như vậy. Mình push vào, tức là mình đẩy vào, mình thêm một cái toa tàu mới là một cái student, hay là mình lấy ra mình coi cái trên top, mình hỏi cái empty không, đại khái là như vậy, ok. Rồi giống như là thay vì á, đây mình chế thêm cái này nè, cái này mình chế nè, ví dụ mình nói là cái current index, ví dụ tức là cái toa tàu số 0 đi, không, khi mà người ta gọi next data, tức là mình đưa toa tàu số 0 rồi mình tăng lên, ok, toa tàu số 1, rồi cái kêu next nữa thì cái mình lấy cái toa tàu số 1 mình tăng lên, ok, chỉ là cái toa tàu kế là toa tàu số 2, đại khái nó là như vậy. Cái ý tưởng là mỗi lần mình gọi cái này thì nó cứ đi từ toa tàu 0 cho tới hết cái toa của đoàn xe lửa thôi. Đó, ý đồ của mình là vậy. Thì thay thế cái link list này là cái danh sách liên kết trong này nọ đó, ok. Thì thay vì nó thì nó là array mà, ok, rồi. Rồi thêm cái object my student nè, thế là tức là mình là cái object hồ sơ của học sinh nè, ai thì giống như sau khi làm tới làm lui mấy lần đó, thì mình chế ra được cái kiểu mà nó hay nhất, ngon nhất, mà mình vừa ý nhất, ok, thì chia sẻ luôn cho các bạn. Thì lúc đầu mình làm cái version đầu tiên, cái phiên bản đầu tiên á, mình làm ok là Unicode, thí dụ vậy là một cái array, không, là một cái array như vậy, không. Đó, ví dụ mình có hồ sơ của mình nè, các bạn nhìn trên này nè, số thứ tự rồi tên rồi tuổi rồi địa chỉ rồi đại khái mình có vậy, cái thường đó bạn vậy. Nhưng mà mình array cái bắt đầu mình thấy có giới hạn, cái mình dùng cái kiểu mà nó làm sẵn là wstring, thì nó cũng chứa được dấu tiếng Việt, cái okay. Thì những ngôn ngữ khác là cái kiểu này hết rồi, cái tức là giống như là dynamic array vậy đó, không, mình làm cái array của mình, là mình có cái bao nhiêu ký tự là nhiều nhất, nhưng mà làm cái này thì nó làm tự động cho mình, nó hay hơn, không, cho nên tại sao mà càng về sau nó càng hay hơn là vậy, cái mình mới chế ra cái kiểu này, không, đó. Rồi để coi còn này, ví dụ như rồi cái bắt đầu mình cung cấp những cái chức năng gì, ví dụ như các bạn cũng thấy ví dụ như my student mà constructor đó, không, thì mình cũng giống như cái mấy mấy phút trước mình cũng có nói bên start là mình chế ra cái mình đang cái column số mấy, cái mình lấy cái dữ liệu với column đó, ok, để làm cái gì, ok, bắt đầu đây nè, cái nào mới hay là cái chỗ này nè. Thí dụ như các bạn muốn lấy cái tên thì thường cái kiểu cũ là mình làm vậy, đúng không, mình nói ok get first name, okay, các bạn return cái first name, đúng không, get last name return last name, cái tuổi thì return tuổi, đại khái như vậy, không, à, đó. Thì bây giờ đó ví dụ như có bao nhiêu cột đó, bây giờ mình muốn thêm thì sao, đó, thì thêm thì mình phải thêm một hàng nữa, đúng không, đó, thêm hàng nữa, rồi phía trên này mình cũng thêm một cái gọi là data member hay là thuộc tính, đúng không, đó,
thì rắc rối, thì mình chế ra cái kiểu này mà mình rất là thấy nó hay, không? Hài lòng. Ok, thì đại khái mình chế ra giống như mỗi cái header này nó có một cái cột, không? Cái cột nó có tên gì, rồi nó có độ rộng của nó là bao nhiêu, hay hay vậy. Mình cũng dùng cái static là để ví dụ như người ta xin một học sinh thì mình cũng có một cái số này thôi, là xin 100 học sinh thì nó cũng có số này thôi, tức là cái số này nó chỉ tồn tại có một cho tất cả các người học sinh ha, cho nên nó không có chứ không có tốn bộ nhớ bao nhiêu hết trơn. Ok, rồi quay lại là phía trên này hay gì mình làm gì. Bây giờ mỗi lần ấy mình thêm một cái cột mới, một cái dữ liệu mới, cái mình phải thêm cái này vô, không hàng nữa, rồi xong rồi mình xuống đây mình thêm cái chức năng hàng nữa, không thì mình chế là cái kiểu này. À, kiểu này rất là hay đó. Mình nói ok, có tạo bao nhiêu cột thôi, không thì mình không cần phải thêm nữa. Thì cái kiểu cũ nè, mình nói nè, thấy không, các bạn thấy constructor, ví dụ mình nói ok, khi mà tạo một cái học sinh mới, đưa vào tên tuổi này nọ, không, hoặc là cái kiểu này cũng được, không. Rồi bây giờ thêm một cột mới thì sao, thì mình phải cộng thêm ở trong cái danh sách này, đúng không? Đó, cho nên nó không hay, mỗi lần thêm cái mình sửa một đống chỗ luôn. Thì bây giờ đó, mình mới nghĩ ra cái cách này là mình thấy nó hay nhất, là mình thêm, nhưng mà nguyên cái này mình không có sửa gì hết. Đó, ok, đó, cái này mới siêu để cái video chừng nào làm tới mình nói tại sao nó hay. Ok, rồi nãy giờ là chưa tới cái bộ máy chánh, bây giờ tới cái bộ máy chánh thôi. Phan, còn cái nữa, ví dụ như cái MyIO đi, tức là input output, thì bây giờ mình cũng không có định nghĩa gì nhiều, constructor, destructor thôi. Mình có viết vô cái file, hay là mình viết vô CSV file, tức là Excel đó, mình đưa ra Excel đó hay cái gì, thì mình tưởng tượng giống như mấy cái này là mình định nghĩa, là mình mong muốn. Thường mình làm những cái header là bị mong muốn hết. Mình nói ok, tao cái class của tao cung cấp một cái chức năng là viết vào một cái file, thì mình nghĩ viết vào cái file thì tao cần gì, tao phải cần cái tên chứ, đúng không? Đó, ok, thì vậy thì cái tên, đúng không? Rồi tao cần một cái array, một cái mảng dữ liệu, đúng không? Vì cái mảng dữ liệu đó nó có thể chứa tiếng Việt, thì mình lấy cái này, okay. Rồi cái kích thước của cái mảng là bao nhiêu, ví dụ bao nhiêu hàng, bao nhiêu dòng đó, đó, đại khái mình muốn vậy. Thì tương tự mình ghi ra Excel cũng vậy luôn, không? Đó, ý tưởng nó là vậy, mình phân làm hai để mình muốn cái nào mình gọi cái đó, ok? Đó, thì header là những cái danh sách, những cái chức năng mà mình sẽ cung cấp cho người nào mà gọi cái class đó. Thế mình ước gì, mình ước gì mình làm được cái chuyện gì đó, mình muốn làm được cái chuyện đó, mình cần những cái gì, đại khái mình cứ nghĩ được gì mình cứ ghi xuống, ok? Còn làm cách nào thì từ từ sao, ok? Rồi thì cái chánh đó, cái bộ máy chánh là cái engine nè, nó tức là cái core nè mình đặt á, ok, giống như CPU là có bao nhiêu core rồi này nọ, mình tự chế cái tên thôi chứ nó cũng có nghĩa lý gì ha. Nhưng mà tưởng tượng nguyên cái chương trình của mình này, mình có cái window, đúng không? Nó tức là tao có một cái khung bự hết nguyên cái window của tao đó, rồi tao có một cái danh sách là một cái stack đó, thì trong cái đó stack nó chứa dữ liệu là student đó, thì mình đặt tên là student đó. Thì cái private của mình đại khái mình sẽ có hai cái thôi, không từ từ mình có thêm, rồi mình thêm, không, mình cũng có constructor, destructor đó. Rồi cái nãy như cái lần đầu tiên mình nói nè, ha, những chương trình mình có giới thiệu và chạy, nói có vậy đơn giản như thôi, thì mình sẽ cung cấp với chức năng giới thiệu, cung cấp chức năng chạy, ha. Thì trong đó nó sẽ gọi là cái chức năng đó là liệt kê ra những student, giống như là mỗi lần chạy cái nó liệt kê này nè, ok. Rồi cái bắt đầu mình nói ok, những cái chức năng gì mình có thể có, mình nói ok, ta muốn thêm một học sinh nè, liệt kê ra những cái danh sách nè, có thể update cái danh sách này khi mà nó thay đổi mình kêu nó, không, rồi có thể in ra cái những cái comments bên dưới, tức là ví dụ như cái này ha. Đó, mình phải phân ra từng giai đoạn như vậy, không? Còn làm sao nữa thì mình không biết, từ từ mình làm, không? Rồi có alert giống như JavaScript, mình alert là nó hiện lên, thí dụ như vậy, tương tự nè, các bạn nhìn kỹ nó hiện lên phía trên nè, Control E, đó, nó hiện nó thông báo, nó có cái khung, không? Đó,
thì làm lại nè. Đâu ạ? Đó, có cái khung mà có cái nội dung ở trong, đóng bao nhiêu lâu nó đóng đại khái như vậy. Thì mình tưởng tượng ok, vậy mình muốn hiện thông báo gì thì mình cũng có một cái mảng chứa những cái hàng, trong đó cái hàng gì mình muốn thông báo không, kích thước của cái mảng đó không. Đó rồi, đó, trong mình muốn đóng trong bao lâu, 3 giây, 2 giây, 1 giây ví dụ như vậy. Đó là cái chức năng đó mình gọi vậy nha. Từ những cái private chức năng mà riêng tư do cái object này. Ví dụ mình không muốn cho bên ngoài gọi thì mình bỏ trong cái private. Okay. Mình nói thí dụ như header, padding, mình tưởng tượng như cái chương trình mình cần gì đó. Thì cái padding này là cái gì? Thì các bạn nhìn header là phía trên nè, số thứ tự, tên, chữ lock đó nè. Đó, cái này nè, không? Đó, mình thí dụ như cái này mình định nghĩa là có giống như là 20 ký tự, không? Thì mình tưởng tượng ok, mình đưa vào cái header của mình là tên, không? Cái chiều rộng là 20 ký tự, không? Rồi cái fill character là gì? Thí dụ như trong trường hợp này á, là cái character là một cái khoảng trắng thôi, không? Tại vì trong 20 character này á, mình điền vào chữ tên, rồi còn dư bao nhiêu mình chia đều cho hai bên. Đó, cái ý đồ của nguyên cái chức năng này nó làm như vậy, không? Nó trả về một cái này là đúng 20 character, thí dụ như vậy, không? Giống như mình nói thí dụ mình gọi khác cái tên họ đi, họ 20 character luôn, mà chữ H cái chữ O nó là 2 rồi, còn 18 cái khoảng trắng đó thì nó trả về cho mình 20 character, cho nên nó ngay ngắn, không? Đó, tương tự cái data padding là cũng vậy luôn. Thí dụ như bạn có phía dưới nè, dưới ngay chỗ này nè, không? Thí dụ như mình đã có 20 character, không? Thì cái data của mình đưa vô là chữ Huy là có 3, thì còn 17, mình phải có 17 cái mà khoảng trắng đó, đại khái như vậy, ha. Rồi xong rồi mình cũng có thêm cái chức năng, ví dụ như ok mày muốn viết từ bên trái hay là mày viết ở giữa hay là mày viết bên phải. Đó, ví dụ như trong trường hợp này mình viết bên trái là chữ Huy bên đây, ha, ở giữa là nó giống chữ tuổi 20, ha, để giữa đó, còn bên phải là nó viết từ bên này qua, ha. Đó thì cái ý đồ của cái chức năng của mình là như vậy. Ok, thêm mấy cái này lặt vặt vô là giống như là để mình để giống như là để xuất ra Excel rồi này nọ, đôi khi nó cái chữ nó dài quá mà nó không hiện ra đó. Đó, nó không hiện ra, nhưng mà mình lúc mà mình xuất ra Excel mình vẫn cho hiện, mình nói thí dụ như vậy. Okay. Rồi mình thêm cái chức năng là print header. Header thì mình nhìn phía trên màu tím nè, header mình có nè, không, một hàng nè, không, hai hàng nè, ba hàng, thì mỗi cái header của mình có ba hàng, cái footer của mình có một hàng, đó, đại khái là như vậy. Ok, đó, print header tức là mình in ba hàng phía trên, không? Rồi cái này là get header, hai cái này đó mình tự chế thôi, nó giống hệt nhau thôi, nhưng mà khi mà mình in á thì mình in ra cái này ba hàng, không? Còn lúc mà mình xuất ra Excel á, mình xuất ra một hàng thôi, tại Excel nó không cần mấy cái dấu khung này nọ, không? Excel nó tự động nó chia rồi đó, cho nên mình xuất ra một cái hàng giữa thôi, data thôi. Đó, cho nên tại sao mình có hai cái giống nhau, từ giống nhau vậy nghe. Footer cũng vậy, footer là phía dưới này đó, là có những cái mà mình muốn. Rồi xong rồi in data. Data thì sao? Data thì bây giờ một hàng data thì bạn có là như vậy, đúng không? Đó, thí dụ hai hàng thì nó có phía dưới, không? Đó, vậy data của mình cần cái gì? Dĩ nhiên là mình phải cần một cái student, nó là gì, là một cái hồ sơ mà, đúng không? Rồi mình muốn in cái hàng số mấy, cái số thứ tự là số mấy, mình nói thí dụ như vậy. Tương tự cái này có ra Excel hay không, đại khái mình tự mình chế, mình nghĩ ra được gì mình cứ ghi xuống thôi, không? Rồi mình share data cũng vậy, tức là mình xuất ra một cái hai cái này mình làm chung nè. Ví dụ như Excel mình nói bằng true thì nó xuất ra Excel, Excel mà bằng for, cái tham số bằng false thì nó xuất ra cái text bình thường. Ok, rồi đó là toàn bộ cái sườn, là cái cách thiết kế của mình ở trong cái kiểu mà làm nguyên cái chương trình quản lý học sinh mà thuộc là đơn giản. Thì dĩ nhiên từ cái đơn giản đó mình chế ra phức tạp hơn, mình chế ra này nọ nó hay hơn. Ok, rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.